Chào các bạn, trước mắt các bạn là dòng sản phẩm sạc dự phòng không dây bao euro có dung lượng 10.000 các bạn. Sản phẩm sẽ có 3 màu đây, màu xám, màu trắng và màu đen. Màu đen các bạn. Đây, các bạn có thấy không ạ? Sản phẩm gọn nhẹ. Trọng lượng khoảng 211 gram. Với chiều dài 14, rộng 8 và cao là 2 cm nha các bạn. Đây dung lượng của pin. Sản phẩm có các cổng như sau ha. Đây là cổng ra. Cổng ra 2.1A. Cổng sạc vào micro USB. Cổng Type C. Các bạn có thấy đây không? Khi chúng ta mở nút nguồn, chúng ta sẽ thấy được đèn sáng của dung lượng pin các bạn. Và sản phẩm này thông minh như thế nào? Đây chúng ta sẽ dùng thử nha các bạn. Nếu như là sạc dự phòng bình thường á, thì chúng ta muốn sạc thì chúng ta sẽ phải gắn dây kết nối giữa cục sạc dự phòng và điện thoại. Nhưng ở sản phẩm bao euro này chúng ta sẽ không cần làm điều đó. Chúng ta chỉ việc mở nguồn là vào và sạc. Đây. Thấy không? Sản phẩm đang được sạc từ pin đang từ cục màu trắng chuyển qua màu đen các bạn. Và chúng ta sẽ thử sạc trên điện thoại nha các bạn. Đây dung lượng của điện thoại là 72% nha các bạn. Này, pin đang được sạc đúng không ạ? Đây chúng ta sẽ kiểm tra dung lượng sạc, tốc độ sạc như thế nào ha. Hồi nãy lúc nãy thì của điện thoại của chúng ta là 72%. Bây giờ là lên 75% các bạn. Tức là cái tốc độ sạc của nó cũng rất là lẹ ha. Sản phẩm hỗ trợ sạc không dây cho các dòng iPhone 8, 8 Plus, iPhone X, Samsung thì S6 trở lên, các dòng A, Z7 Pro, Z7 Lite, các dòng mới của Nokia, Sony, HTC có hỗ trợ sạc không dây thì đều sử dụng được. Đây mấy bạn có thấy không ạ? Phía ngoài của cái sản phẩm được bao bọc bởi một lớp vỏ nhựa ABS phủ một lớp nhung để tránh bám bụi chạy xước nữa mà. Nói chúng ta có thể chùi được nè. Nhìn nó sang lắm các bạn. Gọn nhẹ. Nếu thiết bị của bạn không có chức năng sạc không dây, bạn có thể sạc theo cách thông thường bằng cổng USB hoặc có thể tìm mua cái mạch sạc không dây để sử dụng chức năng này. Trên đây shop Hola Hola xin giới thiệu với bạn cách sử dụng sản phẩm sạc không dây bao euro. Chúc các bạn thành công.